Xin chào Tuấn Tôm nhá, chào Bảo Ngân, chào Hoa Cỏ May, Hải Yến, em xin chào nhá. Cảm ơn cả nhà yêu, ở đây đang mưa to lắm cả nhà ơi, không biết là mạng có bắt được không ạ. Đang mưa to dã man luôn. Mở đầu em gửi tới cả nhà yêu nhà mình bài vũ điệu tình đồng nhá.
lúc mưa to thì em thấy hát nhẹ nhàng nhé, có nghe rõ à Hà Nhung? Rõ lắm. Ở đây đang ồn to lắm cả nhà ơi. Xin chào Đậu Tiên Tông nhé. Em làm bài mưa ngâu đi nhé. Lên mic đi cho nó bốc bài. Không hát được thì không phải. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tăng to để hát không nghe được gì đâu ạ, đúng không ạ? Cảm ơn Thổ Huy. Thổ Huy toàn giơ chân hạ cẳng chân, giơ cẳng chân hạ cẳng tay này là thiệt là Bùi nữa là sợ rồi. Chào Lâm Thiên Lý nhá, cảm ơn ạ. Thank you.
Thank you.
À, chào Ngô Nụ nhá. Cảm ơn Ngô Nụ. Hãy subscribe.
giấc mộng tan, lòng cay đắng khi em quên lỗi hẹn. Lời yêu, lời thương em đã quên. Nhưng lòng anh nuôi hoài giấc mơ, tình sẽ không phôi phai như làn mây. Có nhiều đêm trong mơ anh vẫn chờ, chờ em đến tình thôi xót xa. Mày bốn mắt mày mù như nhìn cái gì à, con chó này. Mày xuống cầm cầu nhá.
thời gian trôi đi lặng thầm trên môi với những ngỡ xót xa rằng ngàn đời người đành cho ta mặc một phôi pha dĩ vắng xa mãi không phải nhỏ khi con tim yêu luôn khát khao sẽ hỏi nhịp hoang ca lời tin gì ta biết chào mừng đã bao lần với nỗi đau dấu yêu dòng đời chỉ muốn lối ta còn mãi đi tìm liều thuốc cho trái tim. Mình Trần Nam mình xuống tập cầu anh Trường Sơn à, tao đi với bố mày à, tao đẻ ra mày à? Hả? Mày xuống cầm cầu cho nó nhanh nhá. Đã lâu rồi mọi người vẫn nói rằng em vẫn âm thầm từng ngày dối trá mối tình anh rồi em ra đi thân xa để mình anh bơ vơ ở lại tình yêu sau bao nhiêu năm giờ là tờ giấy thôi cũng đành tìm về quá khứ buồn vui trong kỷ niệm thôi cũng đành tìm tình
lệ rơi lướt quên đôi mi dài. Cả nhà em nghỉ em hát đi nhá. Em hát một tí lại quẩy tiếp nhá. Em cảm ơn Duy Tâm. Cảm ơn Quang Nguyên. Cảm ơn Hiệp Bùi. Cảm ơn Nương Lê. Thanh Phòng Vũ em xin cảm ơn nhá. Động Đông Trịnh Thi xin cảm ơn ạ. Phạm Ích Toán, Đại Nguyên. Cảm ơn Bùi Mạnh Hùng, chị Anna Yêu, Phạm Mà Thêu, anh Nội Vũ Hoàng em xin cảm ơn anh nhá. Anh Huyền, Dương Hạnh xin cảm ơn. Trung Sơn, đời là thế nay mới nhìn thế. Hoan Lê xin cảm ơn. Bảo Ngân cảm ơn cả nhà yêu nhà mình nhá. Em hát đã xong rồi mai em sẽ chào không sót một ai ạ. Bình luận nhanh quá em không nhìn thấy ạ, mong cả nhà thông cảm nhé. Em hát bài Nỗi Nằm Em Ngồi Em Nghỉ Đi ạ, một tí em lại lên tiếp ạ. Cảm ơn Minh Tâm nhé, cảm ơn anh Huỳnh. Chào Nguyễn Bá Tài nhé. Hết bạn khó rồi. Tình
ơn hết mạnh khó, cảm ơn Hà Trang nhé. Thi Phương Lê xin cảm ơn. Nguyễn Bá Tài rồi, đang mua chuông, đã có chuông đâu, đang mua chuông bắt chước chị An ăn đấy, nhưng mà chưa mua được chuông nhá. Đang đi tìm chuông cả nhà. Cảm ơn Tiến Công, cảm ơn Trọng Anh. Cảm ơn Thị Nguyễn, Nguyễn Phạm Thị Tường xin cảm ơn. Ninh Hải Phòng, Ninh Hà Phương, dạ vâng, anh Bùi xin cảm ơn nhé. Dương Hạnh, cảm ơn cả nhà yêu nhà mình. Không có chuông thì đeo gì bây giờ nhỉ, Nguyễn Bá Tài. Em làm bài Người Tình Mùa Đông nhé. Bài này dê mic đi, nếu mà không hát được thì em khỏe ạ. Cảm ơn Olivia nhé, cảm ơn Nguyễn Công Long. Quảng cáo lâu quá, cả nhà mình cùng lên nhá. Thể dục nào cả nhà. À, Hoàng Văn, vâng, em ở Hải Phòng anh ơi. Thank you.
cười của anh Đình Huỳnh. Đúng rồi, em của chị Dung Hà đấy, nổi tiếng nhất ở đất Hải Phòng đúng không ạ? Cả nhà ơi, em ngồi đi nhá. Qua Nguyễn Trương bình luận là không gì là mình chặn luôn nhá.
để Yên xem là hay là mình đọc nhầm thì không biết. Cảm ơn Cường Hàn và vâng, cảm ơn Lưu Bảo Huy, cảm ơn Dung Đỗ ạ. Em làm bài Tình là sợi tơ nhé cả nhà.
Hàn Nguyên có lẽ vì sao ạ? Nguyễn Dung cái gì ạ? Nguyễn Dung bình luận cái gì ạ? Nguyễn Dung bình luận lại cho mình nghe nhìn thấy xem nào. Cảm ơn cả nhà yêu mình rất là nhiều. Em làm bài thể dục nhé cả nhà. Ở đây đang mưa to, đang ổ sân trước và mầm đen.
Mắt like cho cha à. Rồi.
Hát bài Tàu Anh Qua Núi rồi Hòa, hát bài Mắt Nai Cha Cha nhá. Thủy Trang bay nào cả nhà ơi. Cảm ơn cả nhà một lần nữa rất là nhiều đã vào cổ vũ và động viên em. Dạ vâng, Tân Nguyễn. Tân Nguyễn Ngô. Vâng, em không thích chửi nhau với ai, cãi nhau với ai bao giờ đâu, nhưng mà vừa quẩy xuống mà nhìn thấy là cũng đá cũng phải lên tiếng ạ. Em gửi tới cả nhà yêu nhà mình bài Tàu Anh Qua Núi nhé. Mời cả nhà yêu uống nước ạ. Ở đây đang mưa to và sấm sét đấy ạ.
chấp đúng không ạ? Dinh Ngộ, tao đang bị ngáo đá đấy. Mày xem tao thì mày còn ngáo hơn, chắc mày chuyên ngáo đá nên mày nghĩ ai cũng giống mày đấy à? Mày xuống cầm cầu uống nước tống tạnh cho nó nhanh nhá. Nhìn như là cái tên của mày nó đã ngu rồi, gọi là Ngộ mà này. Một lần nữa em chân thành cảm ơn cả nhà yêu nhà mình nhé. Cảm ơn Thùy Trang nhé, cảm ơn An Phạm, cảm ơn Nguyễn Bát Tài. Vừa nãy ai yêu cầu bảy cha cha thì mình còn ở đấy không ạ? Đúng rồi đấy, Olivia hát đang một ngày cả mồm lên mà bỏ hát nhé. Gửi tới cả nhà yêu nhà mình bài Mắt Mai Cha Cha nhé. Xin chào Thảo Nguyên Xanh. Cảm ơn cả nhà yêu nhà mình. Ở đây đang mưa to cả nhà ơi. Cảm ơn Thủy Lê nhé. Cảm ơn Ca Bé. Ca Bé chị chỉ dạy bên thể hình thôi, dạy gym và yoga chứ dạy nhảy thì không. Nhảy chị chỉ là nhảy của bạn chị thôi. Bạn chị dạy nhảy nhá. Ai cùng. Một lần nữa em chân thành cảm ơn cả nhà yêu mình rất là nhiều nhá. Em gửi tới cả nhà bài Mắt Mai Cha Cha. Mắt
sao thế hả? Hâm khai mi, hâm khai mi đang chửi ai đấy hay là chửi ca sĩ ạ? À, hâm khai mi đang hỏi là đang thấy hát hay thì tao mới hỏi. Có vấn đề gì đấy? Có vấn đề gì đấy? Hâm khai mi yên tâm đi, ai mà bình luận xấu là Thiện Bùi sẽ chặn luôn, không để đâu. Cảm ơn Dung Phạm nhé. Cảm ơn Nguyễn Bá Tài. Cảm ơn An Phạm. Cảm ơn cả nhà yêu của mình. Cả nhà ơi, trong lúc em mang nghỉ em xin hát bài nhẹ nhàng em cũng xuống luôn nhá, mình không muộn rồi ạ. Em gửi tới cả nhà yêu nhà mình bài Lời Của Gió. Cảm ơn Lê Phương, cảm ơn Tân Hoàng. Để tiếp đi ạ. Gửi tới cả nhà yêu chương trình nghỉ đi nhá.
Ngô Tấn Thế, cảm ơn Nguyễn Sơn, Nguyễn Nguyên Xanh. Thủy Lê hỏi mua mic à? Mic này chị mua của Uyên đấy, của chị Uyên mà hay hát ở trên mạng này. 2,6 triệu các bạn. Cái mic này hát nhẹ. Thật ra thì nó chỉ là nhẹ thôi, chứ còn nếu mà để mà nói mà cái giọng mà nó không bằng cái mic to được. Cái mic mà to mà trước này bắt đầu mới ra, chỉ có 2 bộ. Cái mic đấy hát nó vẫn trong tiếng hơn. Cũng tùy theo mình cũng phải chỉnh nữa, chứ không phải là ở bộ mic đâu em ạ. Mình chỉnh giọng này, rồi là mình chỉnh độ chép. Cảm ơn cả nhà yêu mình nhé. Vừa nãy ai yêu cầu bài Xin Lỗi Tình Yêu em hát nốt bài này nhé, mà em xuống luôn ạ. Em hát rồi nhưng mà mọi người yêu cầu thì em sẽ hát lại ạ.
nhá Bùi Phương. Chủ yếu đây là thể dục nhá Bùi Phương nhá. Một lần nữa thì em chân thành cảm ơn cả nhà yêu nhà mình rất là nhiều. Kiên Cao Kiên Cao thông cảm nhá. Bây giờ cũng là muộn rồi, mong cả nhà mình thông cảm và hẹn cả nhà yêu nhà mình vào buổi tối ngày kia. Đây chỉ là một bài thể dục thôi cả nhà, thể dục rất là tốt. Bây giờ như là em nên em vừa hát em vừa thể dục, tức là một công đôi việc đấy ạ. Thể dục này cho nó ra hết cái mồ hôi này, nó toát được cái khí độc ở trong người ra đấy. Xong rồi là mình xuống mình tắm rất là dễ chịu và nhẹ người đấy ạ. Một bài tập rất là bổ ích đấy ạ. Ơi, cảm ơn Phan Chu Anh, cảm ơn Phước Hảo. Già rồi ăn mặc dơ nòng ghê quá. Phước Hảo à, mày mù à? Mày không nhìn thấy tao, tao hở cái gì? Mày thì nhìn thấy tao hở cái gì? Hả? Mày không dám để ảnh đại diện là thằng chó này. Mày xuống cầm cầu uống nước cống rãnh nhá. Mày nhìn xem, em hỏi cả nhà xem em ăn mặc hở hang cái gì à? Mà nó đến mức độ nó mù đến như thế, không nhìn thấy gì sao mà cũng dám bình luận? Tưởng bình luận lên thế là hay à? Hả? Chắc là mày bị chột một mắt à? Hay là 7 năm nay không đánh răng hả mày? Mày đi xuống nước cống rãnh uống nước cho nhanh nhá. Xin chào Giang Bình. Xin chào chị Nguyễn Nà yêu. Chị Nguyễn Nà vào muộn đấy. Một lần nữa thì em chân thành cảm ơn cả nhà yêu nhá. Em xuống ạ. Cô gái Nam Hồng. Bài cô gái Nam Hồng hình như em chưa hát bao giờ ấy. Chào em cô gái Nam Hồng. Em thử nhá. Thôi bây giờ, bây giờ là em xuống rồi cho nên là em cũng chi phèo một tí nha. Hàn Nguyên giờ vâng. Đấy, em ăn mặc như thế này mọi buổi em ăn mặc hở hang. Không biết ra làm sao. Chắc là bị trồn đúng mất. Em thì em nói thôi chứ em cũng hay làm trò hay tếu táo chứ không có gì đâu cả nhà nhá. Đấy, ai biết tính thì là cho rằng là vui là chính, nhưng nhiều người không thích đùa thì hay tự ái. Em xin cảm ơn Dư Kim Hiền nhá. Cảm ơn Kiền Nương. Cảm ơn Nguyễn Bá Tài, cảm ơn Thọ Huy. À, bài tỏ tình dễ thương đúng rồi. Đấy, quên mất rồi, hát nợ nốt nhá. Bài này em chưa thuộc lắm nhưng mà em thử nha. Em không thuộc thì em quẩy nhé.
chưa hát bài này bao giờ đâu. Hát mà nó dở dở thế thì là cả nhà thông cảm cho em nhé. Nhảy một ít. Tuấn Chu cái gì à? Già còn thích à? Thế bây giờ già 70-80 người ta có tập không à Tuấn Chu? Chắc ở rừng xuống à? Trên núi xuống à? Hả? Xuống cầm cầu cho nhanh nhá. Không phải nói nhiều mệt lắm ạ. Thôi Huy, mai thứ bảy em nghỉ nhá. Em chỉ dạy buổi sáng thôi, buổi chiều em nghỉ. Chiều mai, đúng rồi, em hẹn cả nhà mình vào chiều mai nhá. Thôi em nghỉ em xuống ạ. Chiều mai em lại lên. Đúng rồi, chiều mai em không phải dạy, mai thứ bảy mà. Em vào cả nhà uống nước. Phản tiếng lắm rồi ạ. Hát chầu văn, à em thử xem nhá. Em cũng chưa hát bao giờ, em cứ na ná, nếu mà không được thì cả nhà đừng ném đá em nhá. Em thử xem này. Em nghe đi, họ hát cái bài chầu văn này hay lắm, nhưng mà em chưa được, em chưa hát bao giờ, em chỉ nghe thôi. Cô Đô Thượng Ngàn thử xem nhá. Coi giờ vào em thử nhá. Bây giờ là cuối giờ rồi cho nên cả nhà đừng ném đá em nhá, không được ném xuống à. Thank you.
Thôi ạ, à, em chưa hát cái này bao giờ. Em này là cũng chí kẻo, em tập hát tí nhưng mà không hát được đâu ạ. Cảm ơn Dương Vĩnh Văn Luyện nhé. Em rất thích nghe Chầu Văn ấy, nhưng mà em chưa hát được ạ. Cảm ơn Xuân Thắng, cảm ơn cả nhà yêu nhé. Em em xuống ạ. Chưa hát bao giờ, mong cả nhà thông cảm nhé. Đừng ai em đái em ạ. Không biết hát rồi sẽ hát được, đúng không ạ? Một lần nữa em cảm ơn Huy Kiều nhé. Huy Kiều ạ, chứ không phải Huy Kiều ạ. Sao lại đặt tên Huy Kiều ạ? Cảm ơn cả nhà yêu nhà mình rất là nhiều ạ. Cả nhà thích nghe bài gì em hát nốt cho cả nhà rồi nào em xuống ạ. Cảm ơn Hoàng Nguyên. Ô sao. Làm bài dê mic cho máu xong rồi xuống nhá. Đi tắm cho nó nhẹ người đúng không ạ? Em gửi tới cả nhà yêu nhà mình bài Xích Lại Gần Nhau. Chiều mai em lên tiếp nhé. Thôi Huy toàn gửi cái hình rời đất gì này.
nhảy từ chập tối giờ rồi giờ còn nhảy nữa thì này chết à. Cảm ơn cả nhà nhiều, em cảm ơn Xuân Thắng nhá, cảm ơn In Lê Yên, cảm ơn Huy Kiều, Huy Kiều em xin cảm ơn. Cảm ơn cả nhà yêu nhà mình nhé. Chúc cả nhà yêu nhà mình ngủ ngon ạ. À. Em xuống ạ. À. Hát bài sầu đông ạ. À. Thôi ạ, à, xem là mấy giờ rồi. Mai em còn phải đi dạy muộn mất. 10 giờ kém rồi. Bài sầu đông. Thôi rồi, em sẽ hát nốt bài sầu đông nhé. Em không thuộc thì em quẩy nhá. Đấy, cứ bổ xuống mà đã xuống được đâu hả? Cả nhà cũng lên nhá. Hết pin. Cả nhà
Một lần nữa em chúc cả nhà yêu nhà mình ngủ ngon ạ. Em xuống. Chúc cả nhà yêu nhà mình có một buổi tối thật an lành và tràn ngập hạnh phúc nhé. Bết cả nhà yêu nhà mình.